Nhìn cái bảng chọn phái đã con mắt thôi anh em ơi. Nào là tàn kiếm, sung tiêu, có cả cung lôn nữa. Và như vậy team chúng ta quyết định chơi đó chính là Minh Giáo, Dương Môn với Trường Ca nha. Nói chung phái nhiều quá anh em cũng khó lựa chọn đúng không? Như vậy mình vừa check xong ở khu vực số 21 là thấy bên đó có treo thì phải. Nhưng mà bên hình như là số 7 nó qua nó check. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là vô phải chào anh em trước nè. Xin chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay là một cái trận tâm ma đến từ server 689 được chia sẻ bởi anh em Mì Cua. Bây giờ Mì Cua sẽ bán mì về khu nào đây anh em ơi? Chắc là về số 1 quá. Không, số 21 phải số 1, nhầm chút xíu. Người ta nói 7 xuất hiện liên hoàn 7. Bây giờ chúng ta đang mở rương, có lẽ là xong cái rương này sẽ tổ chức đi quét map. Team mình thì sẽ cần bí kíp, do đó anh em cần phải về thương nhân sớm sớm nha anh em ơi. Rồi, thương nhân khu số 2 thì mình tổ chức có thể đánh lên 23 hoặc là qua 8, sau đó mình qua 9 qua 2 là đẹp. Bỏ 21 luôn đi. Rồi cho mình xíu hành động nguyên em ạ. Đó, Dương Môn đã qua tới khu vực số 23. Quánh được thôi anh em ơi, về báo tin nè. Quân tình mật báo bên kia có phá gì và chúng ta có quà hay không. Nhưng mà vẫn tiếp tục ôm farm. Hình như có gì đó sai anh em ạ. Sai chỗ nào ta? Bình thường là anh em quánh hộ báo cực kỳ nha. Mình nhớ là anh em Mì Cua này quánh tâm ma là liên tục quét map đó anh em. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu hành động di chuyển về khu vực số 8, rất là trống luôn và nó đã quay ngược trở lại, gồm có Tiêu Dao, Huyền Thủy. Huyền Thủy đã lên bảng điểm số với một cái dặm, một chiêu Dương Môn và của Trường Ca nữa. Vậy là anh em hắc map rồi đúng không? Trời ơi, canh nó về rồi, ngũ độc mất máu nó rồi, tàn kiếm nó rồi, xong luôn. Ôi, nghi quá anh em ơi. Như vậy theo suy đoán của mình, nó là team khu vực số 8 này mới up lên số 9. Cái team khu vực số 7 lên đó là một cái gọi là cái team khách vãng lai anh em ơi. Lâu lâu qua chơi, hỏi thăm sức khỏe, nhưng mà chủ nhà không có nhà, gặp ngay đúng mấy thằng ăn trộm nó quýnh tới đầu máu luôn. Khổ da man. Và như vậy chúng ta di chuyển về khu vực số 7, còn mỗi mình Tiêu Dao bên này, có cả Dương Môn nữa và dường như có lẽ là Dương Môn đang chèo. Tiêu Dao đã cao chạy xa bay rồi. Bây giờ thì xử lý Dương Môn, sau đó lụm nhẹ cao tượng. Như vậy là chiến thuật của anh em theo một hướng khác theo suy nghĩ của mình. Mình cứ nghĩ là anh em sẽ về thương nhân đầu tiên để giúp cho Trường Ca có quyền bí kíp vân sinh kết hải nha. Mà biết đâu Trường Ca đã có vân sinh kết hải rồi nên anh em không có về anh em ạ. Chắc là mình đoán bậy quá. Rồi Tiêu Dao đã quay ngược trở lại phản kèo lóc Trường Ca. Và với một cái dặm rất chính xác của mình Giáo thì bạn Tiêu Dao chúng ta đã lên bảng điểm số. Khu vực số 19 đã có Dương Môn di chuyển lên và hiện tại hai Dương Môn đang giao tranh với nhau. Bên đội bạn còn cả Huyền Thủy nữa anh em ơi. Rồi xong Huyền Thủy rồi, một Dương Môn, một Minh Giáo từ khu vực số 6 nó chạy qua. Rất căng luôn và có cả thần cơ. Trời ơi kèo này hơi khó. Kèo đó mà ai dám ở lại đánh thì mình cũng kêu bằng sư phụ. Úp, kiểu này ai sống nổi anh em, phải nói là mình rất may mắn. Chắc không phải may mắn đâu, cao thủ anh em mới chạy được đó. Liên tục bị up, chúng ta vừa bị Tiêu Dao up, sau đó là team Dương Môn Huyền Thủy từ khu vực số 19 up. Sau đó lại là Dương Môn, Minh Giáo và Thần Cơ từ khu vực số 6 và up. Như vậy mà anh em vẫn còn sống. Ui, mạng lớn. Đại họa không chết, có Hồng Phúc mà Hồng Phúc không thấy, thấy tàn kiếm nó lên tới thêm con Nga Mi nữa rồi, rồi tới công chuyện luôn. Như vậy là Dương Môn chỉ còn một chấm máu, có chạy thành công hay không anh em ơi. Và chúng ta tiếp tục phản kèo, Dương Môn không hề chạy luôn. Wow. Anh em thấy ghê không? Trời ơi, trận tâm ma gì đâu, mới vô có 5 phút mà quýnh nhau. Ta nói tắt thở luôn á anh em. Nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng team chúng ta BK rất chắc tay với những tình huống phản kèo ngược trở lại team đội bạn này anh em thấy không? Rượt qua luôn, ta nói Dương Môn một vạch máu vẫn đi theo cổ vũ anh em ơi. Mình chỉ nói là đi theo cổ vũ thôi nha, chứ không có tham gia giao chiến đâu. Thôi căng lắm. Hiện tại Trường Ca thì vẫn chưa có được quyền bí kíp để hỗ trợ hồi máu cho các thành viên, do đó Dương Môn phải tự hồi máu.
Có lẽ tính chất cái trận tâm ma ở cụm server này rất căng, do đó anh em rất cẩn trọng. Ở những cái giây phút đầu tiên anh em thấy rất rõ là đội hình chúng ta đã hạn chế di chuyển. Nhưng mà khi thương nhân xuất hiện thì ta nổi bầm dập anh em ơi. À không, ảo tưởng xuất hiện mới bầm dập, dạo này nói sai không anh em ạ? Kiểu như nói mà đầu óc không có suy nghĩ hay sao á. Thôi, già cả anh em thông cảm nha. Bây giờ chúng ta tập trung trở lại cái trận tâm ma này và tiếp tục cho vòng số 2. Vẫn còn 14 team. Và như vậy là bạn Trường Ca đã sở hữu được cho mình quyển Vân Sinh Kết Hải để hỗ trợ cho anh bạn dự môn chúng ta hồi máu rồi. Rồi, các bạn hãy chờ đấy, chúng ta bây giờ bắt đầu mở một cuộc trả đũa về khu vực số 8. Hồi nãy mình nhớ về thương nhân bí kíp nhiều lắm mà sao mình giáo chúng ta chỉ mua được có một quyển bí kíp vậy ta ơi. Cái này gọi là kén canh mà chọn cá đó anh em. Rồi bà Trường Ca thương tình bố thí cho cái búp nữa đi. Bố thí đi, ổng tiết kiệm quá trời luôn ha. Ai mà ở chung nhà Trường Ca này giàu á anh em. Tiết kiệm từng cái búp luôn thấy không? Bắt Dương Môn ta nói cài sắp mắt. Bây giờ chúng ta bật búp lên và di chuyển về khu vực số 8. Rồi rồi rồi, úp qua bên này thần cơ Dương Môn nè. Thần cơ Dương Môn mày hả bưởi. Hình như cái này là cái team Minh Giáo lúc nãy úp chúng ta phải không ta? Thần cơ, như vậy là team đội bạn đã chạy thành công. Tấu tẩu tán thành công rồi anh em ạ. Một phát úp phải nói là rất bất ngờ. Bật búp lên và di chuyển về khu vực số 1. Đây, nó là con thần cơ hay cái bang anh em, mình không kịp nhìn thấy anh em quánh luôn á. Tiếp tục lại có giao tranh, đó chính là cái bang. Và chúng ta đã kết thúc được cái bang rồi và tiến sát về thương nhân ở khu vực số 4. Và ôi quyển kia, ơi lại bị úp nữa rồi, trời ơi tiêu dao lóc. Rất căng bà Trường Ca, nãy giờ bà chạy ở đâu bây giờ bà mới qua tới. Dương Môn xanh mặt luôn rồi anh em ơi. Trường Ca vẫn ở khu số 4, chắc là đang bị bắt rồi. Và như vậy là Trường Ca đã lên bảng điểm số. Lỗi kỹ thuật nha, lỗi do Trường Ca đó anh em. Bây giờ thì Dương Môn đang bị Thiên Vương bắt, nhưng Minh Giáo đã quay ngược trở lại để hỗ trợ cho Dương Môn. Chắc chắn là Thiên Vương phải chạy thôi. Như vậy với pha giao tranh tại khu vực số 4 vừa rồi, chúng ta xảy ra một cái lỗi, đó là team chúng ta không di chuyển đồng bộ về, chỉ có Dương Môn với Minh Giáo về thôi anh em ơi, và thiếu sự hỗ trợ của Trường Ca dẫn đến là Trường Ca tử vong. Bây giờ trận tâm ma khó khăn hơn khá là nhiều khi mà Minh Giáo chúng ta vẫn chưa có được quyển bí kíp hỗ trợ hồi máu, cũng như là Dương Môn xíu thiếu sự hỗ trợ của Trường Ca thì sẽ rất là khó nha anh em ơi. Vấn đề hồi máu rất là quan trọng trong những cái trận tâm ma gần đây, anh em úp nhau rất liên tục. Rồi rồi, ở dưới nó lên, rồi xong rồi thần cơ nè, Dương Môn nó trả đũa lại ngược nè. Bây giờ chúng ta đã có một cái dặm nhưng không cấu được bao nhiêu máu, Dương Môn đã bị yếu máu rồi anh em ơi, và buộc lòng di chuyển về khu vực số 22. Nếu như team bạn tinh ý thì có thể sang để úp chúng ta luôn, nhưng mà có vẻ như team bạn tham những cái rương tại khu vực số 8 nhiều hơn. Trận này khá là căng, phải nói là cụm server này cực kỳ gắt anh em ơi. Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ ra để phản kèo. Bật búp lên. Bên này team đội bạn đã dọn xong các rương. Phải nói là team này quá dở anh em ạ. Dọn rương xong vẫn không úp mình. Thần cơ anh em biết khi chủ động úp mà anh em bật chiêu lóc sớm ha. Vào anh em chỉ đưa lóc vào thôi là chắc chắn Dương Môn sẽ rất khó sống. Kể cả Minh Giáo anh em không nhảy Quỷ Thiên kịp cũng có thể chết nha anh em ơi. Quỷ Thiên rất hay. Và một cái dặm, Tiêu Dao lại lên né anh em ạ. Khi mà Tiêu Dao vào thì Dương Môn chúng ta đã ra rồi. Bây giờ thì có giò và chạy. Một sự hỗ trợ cover rất tuyệt vời từ hai thành viên. Lại tiếp tục ôm farm và hồi máu. Rất khó cho team của chúng ta. Ai, Tiêu Dao vừa chạy ngang bị kết thúc luôn em ạ.
Như vậy là chúng ta sẽ quyết định ôm pha hồi máu cho đến hết vòng số 2 này. Và sau đó anh em sẽ đi chết nhẹ các nguồn tài nguyên nha, để kết thúc vòng số 2. Hiện tại mình vẫn còn 5 team, và trong đó thì mình xác định được có một team thần cơ dương môn, một team thiên vương, và còn hai team nào đó thì chúng ta chưa biết được anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lên ngựa và nhanh chân đi chết các cái nguồn tài nguyên. May mắn thì mình sẽ có thêm máu, bảo kích hoặc là tấn công. Trời ơi, dương môn rất là tranh thủ khi mà di chuyển về thương nhân. Nhưng mà theo suy đoán của mình, với cái lượng người cầm tay thế này thì thương nhân chắc chắn rất khó còn bí kíp anh em ạ. Team chúng ta hiện tại đang có mặt tại khu vực số 6 để chuẩn bị cho vòng số 3. Và vòng số 3 bắt đầu rồi anh em ơi. Kiểu này căng dã man. Thương nhân khu vực số 5. Và lần này team chúng ta không chần chừ nữa, quyết định chạy thẳng về thương nhân. Và mình giáo đã trang bị cho mình một quyển phân sơn phệ xuyên, sau đó là những quyển tầng cấp bí kíp. Đói, bây giờ mình giáo đã có khả năng hồi máu. Đó, bạn nào nãy cấu máu từ đầu, thử lên tiếng cái cơ nào. Rồi chúng ta có thần cơ, có dương môn bên này. Hiện tại thần cơ đang bị khống chế, không được nhảy lên chim luôn, bởi vì cái hiệu ứng bị thương của dương môn đã làm thần cơ bất động. Và team đội bạn chỉ còn một mình dương môn. Bây giờ anh em đi tâm ma mà có một môn phái hệ kim trong team là cực kỳ có lợi. Có Thiếu Lâm, Nga Mi và có cả dương môn bên này nữa. Một cái bang như vậy chúng ta vẫn còn một team 3 anh em ơi. Và Minh Giáo đang cố gắng truy đuổi dương môn. Dương môn đã chạy về khu vực số 4 và chúng ta về hội quân với dương môn bên này. Thiếu Lâm, cái bang, Nga Mi, một đội hình khá mạnh nha. Bắt buộc chúng ta chuyển mục tiêu sang đội hình này. Cái bạc dặm và một cái phần sơn, không có bảo kích là không chết được, chắc chắn không chết. Nè biết không, mình tính được cái lượng đam mà. Nhưng mà với một cái lướt, tại vì thiên vương này hơi chơi. Sao ta tự nhiên chạy không chạy đó, quay ngược lại cái rương chi chả biết anh em ạ. Tình huống hơi khó hiểu. Và như vậy là team của Thiếu Lâm đã di chuyển lên tới. Chúng ta lại gặp một team 3 bên này nữa, gồm có Minh Giáo, Huyền Thủy. Trời ơi, hai team 3 đang chọn nhau tại khu vực số 2 và mình có quyết định ăn hôi không anh em? Ôi không ăn ôi uổng lắm á nha, trời ơi. Tiếc tiếc. Rồi một dương môn lên bảng điểm số. Trận này hay quá anh em ơi. Phải nói là cực kỳ hay. Chúng ta không ngờ là còn đến 2 team 3 ở vòng này. Anh em thấy là về đến vòng này có 1 team 2, 1 team 2 và 2 team 3. Thêm chúng ta 1 team 2 nữa anh em. Hiếm lắm nha, phải nói là cực kỳ hiếm khi mà về tới vòng số 3 chúng ta có được tới 2 team 3 mà đối địch với mình. Áo tường đã xuất hiện, bây giờ chúng ta đang mở cái áo tường tại khu vực số 9 và mình không biết là sau cái pha giao tranh vừa rồi thì cái team Thiếu Lâm và cái team Minh Giáo bên kia có tổn thất hay không. Hiện tại Minh Giáo chúng ta không có được cái tấn công bạo kích nào cả nên hiệu quả combo không được cao lắm. Do đó mình đang lựa chọn phương pháp đó là mở rương anh em ơi. Rồi ảo tượng khu vực số 4 vẫn chưa được mở, như vậy tỷ lệ khu vực boss hơi căng đó. Boss vẫn còn đang rất an toàn. Wow, tình huống này hơi khó hiểu. Như vậy chúng ta có thể suy nghĩ theo một hướng khác, đó là lúc nãy team chúng ta vào... Đây vẫn còn team 3 đây nè anh em ạ. Rồi lần này ai sẽ là người? Đó là Thiếu Lâm đã lên bảng điểm số. Tiếp tục đó là Nga Mi. Cực kỳ tuyệt vời, một pha phản kèo rất ngoạn mục của team chúng ta. Bây giờ cái bang chạy. Tiếp tục cái bang chạy thành công. Bây giờ chúng ta hồi máu anh em ơi. Vẫn còn một cái team Huyền Thủy và Minh Giáo nha. Huyền Thủy, Minh Giáo và một phái nào đó thì mình không kịp quan sát anh em ơi. Khá căng. Và như vậy có lẽ là cái bang đã lên bảng điểm số rồi. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 2 team.
Rồi, tuyệt vời. Vấn đề cần thiết bây giờ là anh em cần xác định được cái team kia có những thành viên nào nha. Cực kỳ hấp dẫn rồi anh em ơi. Trận tâm ma chúng ta đang bước vào những giây phút cuối cùng để phân thắng bại. Huyền Thủy, Thiên Vương. Và như vậy Huyền Thủy đã lên bài điểm số. Huyền Thủy có đá hồi sinh. Như vậy là team của bạn vừa ăn được con boss thủ lĩnh. Như vậy chắc chắn Thiên Vương cũng sẽ còn một viên đá hồi sinh anh em ạ. Wow, và chúng ta rất may mắn đã cấu được một viên đá hồi sinh của Huyền Thủy. Và bây giờ buộc lòng phải hội quân để xử lý Thiên Vương. Vẫn còn 15 giây nha anh em ơi. Và nếu như chúng ta vẫn chưa kết thúc được team đội bạn thì vòng cuối khá là căng nha. Không kịp máu rồi anh em ạ, rất đáng tiếc. Nhưng mà Dương Môn đã hồi được khoảng 70% máu rồi, chúng ta sẽ chờ vòng cuối giao tranh. Vòng cuối chắc chắn là mình sẽ bắt Huyền Thủy trước. Chắc chắn là như vậy, vì anh em có bắt Thiên Vương cũng sẽ sống rất dai. Rồi, nếu như mà Huyền Thủy tin ý thì sẽ rải phù trước, nhưng mà Huyền Thủy đã không rải phù rồi anh em ơi. Bật búp hơi sớm một chút, bây giờ Dương Môn đã bật búp rồi, Thiên Vương, và bên kia có cả Minh Giáo nữa, 1-3. Wow, và như vậy Huyền Thủy đã lên bảng điểm số, Dương Môn chúng ta chỉ còn một vạch máu. Hình như là Thiên Vương bên kia làm gì mà đứng hình rồi, Thiên Vương đã mất đá hồi sinh. Như vậy là Dương Môn của mình cũng đã lên bảng điểm số rồi, và chúng ta chỉ còn một mình Minh Giáo phải solo với Minh Giáo và Thiên Vương. Rồi, kết thúc được Thiên Vương, bây giờ sẽ là kèo hai Minh Giáo với nhau. Dậm trượt rồi đây mà. Chúng ta cũng phần sơn, bên bạn cũng phần sơn. Bây giờ chúng ta đã hết combo, chắc chắn bên kia cũng không còn combo, nhưng không dám lao vào đánh thường. Một cái lướt cấu rất nhiều máu, bên kia bây giờ chắc chắn rất hoảng loạn anh em ạ. Kèo vòng cuối cực kỳ căng, bây giờ chúng ta đã có hủy thuyền và một cái dầm thêm một cái phần sơn nữa, kết thúc trận tâm ma rất tuyệt vời. Phải nói là một trận tâm ma rất hay đúng không anh em? Và với cái kết quả này chắc chắn anh em phải cho mình xin một like nha, vì trận tâm ma này rất tuyệt vời. Rồi, trận tâm ma đến đây đã kết thúc rồi. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.